Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Claudio. Các bác thân mến, thì ngày hôm nay em Quỳnh lại lên cho các bác một chiếc âm ly đến từ thương hiệu Denon. Đây có thể nói là một trong những cái kỷ nguyên của CD cũng như là âm ly vào những cái năm 1985. Và chiếc âm ly này với cái model là 940V. Đó, PMA 940V thì nó tích hợp được những cái tính năng cũng như là hiệu suất rất là tinh tế của những cái thế hệ đi trước đó. Và đây là một chiếc âm ly dành cho những bác nào mà thích sở thích nghe những cái bản nhạc, những bản nhạc ballad này, bản nhạc pop, nhạc trữ tình, nhạc vàng, hoặc là những nhạc bản nhạc hòa tấu thì nó rất là phù hợp, bởi vì nó cho được cái chất âm rất là trong sáng và bay bổng. Thì đó, cái âm ly này có thể tái tạo được cái chất âm rất là hay và tuyệt vời, và dành cho những bác có sở thích nhạc như em vừa mới nói ở trên. Cái thứ hai là thương hiệu của Denon thì các bác biết rồi, là thương hiệu xuất xứ từ Nhật Bản, là một trong những cái rất là nổi tiếng, và nghe đến thôi thì các bác cũng có thể là tự tin về cái mặt chất lượng của cái âm ly này rồi, đúng không ạ? Và em nghĩ là hai cái lý do em vừa mới nói trên cũng chính là cái lý do để các bác có thể là sở hữu chiếc âm ly này đó. Và ngoài ra thì về cái giá thành của chiếc âm ly, đối với so với tất cả các cửa hàng âm thanh thì có lẽ là em không dám chắc, nhưng mà riêng về đối với cửa hàng Audio thì các bác có thể mua với cái mức giá rất là hợp lý đó, cũng như là về cái chất lượng của sản phẩm là được lựa chọn rất là kỹ càng, sau đó là về giá thành, giá cả rất là hợp lý dành cho các bác đó. Và bác nào có nhu cầu mua sắm tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ đến hai số điện thoại đang xuất hiện ở trên màn xanh đây. Bác nào có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio thì có thể liên hệ đến số điện thoại của kỹ thuật viên Quang Vị. Và sau đây thì em Quỳnh sẽ đi về chi tiết, quay chi tiết cho các bác xem về cái tình trạng cũng như là cái các cái hoạt động của cái âm ly này như nào để các bác có thể nắm được, và bác nào muốn chi tiết hơn thì các bác có thể liên hệ để bên em có thể là gửi hình ảnh cho các bác để các bác xem kỹ hơn đó. Mời các bác cùng theo dõi. Như các bác đang nhìn thấy thì đây chính là chiếc âm ly Denon PMA 940V mà em vừa mới nói ở trên. Đầu tiên thì các bác có thể nhìn thấy về cái thiết kế cơ bản của chiếc âm ly này, về cái màu sắc, các bác nhìn này. Con này có một cái màu sắc là màu đen tuyền luôn, rất là đẹp, nhìn trông rất là khỏe khoắn. Và với chiếc âm ly Denon 940V này thì có rất là nhiều những cái tính năng độc đáo và đặc biệt. Và cái tính năng đầu tiên của cái sản phẩm này thì có lẽ là nó được nói đến cái khả năng xử lý tín hiệu rất là chuyên nghiệp và đẳng cấp. Đó sẽ giúp cho các bác có thể là tái tạo được những cái âm thanh chất lượng này, và giúp cho các bác có những cái trải nghiệm về âm thanh rất là thư giãn cũng như là hoàn hảo đó. Và như em nói thì thiết bị này, chiếc âm ly này nó sẽ phù hợp với những dòng nhạc như là dòng nhạc pop, những dòng nhạc ballad, dòng nhạc vàng, nhạc trữ tình đó, thì nó sẽ cho cái âm thanh nó rất là bay bổng và hay đó. Cái thứ hai là về cái thiết bị cũng như là về cái linh kiện ở bên trong của cái con âm ly này thì được chọn lọc rất là kỹ càng rồi. Các bác biết về cái thương hiệu Nhật Bản thì bao giờ nó cũng được chọn lựa rất là kỹ. Cho nên là về cái khả năng hoạt động thì bao giờ nó cũng sẽ là bền bỉ và lâu dài hơn rất là nhiều, và có cái tính ổn định rất là cao. Còn về kích thước thì em báo kích thước với bác là nó có chiều ngang là 43,4 cm, chiều cao là 14 cm và chiều sâu là 41,4 cm. Cái này là tính luôn cả về cái những cái nút bấm nha các bác nhé. Độ dài, độ sâu của nó là tính luôn cả cái phần nút bấm cho các bác. Đó. Và có cái cân nặng là 10,6 cân. Khá là nhẹ thôi thì các bác có thể dễ dàng lắp này, cũng như là di chuyển bất kỳ ở bất không gian nào, tùy thuộc vào cái khả năng cũng như là thẩm mỹ của các bác như nào. Về cái thiết kế bên ngoài thì bên ngoài vỏ thì được bao bọc bởi một cái lớp phay nhôm màu đen này, các bác nhìn thấy rất là tinh tế. Đó, chịu lực được cao này, thì giúp bảo vệ được cái linh kiện ở bên trong của chiếc âm ly này. Đó, còn phía trước thì các bác nhìn thấy có những cái điều hệ thống cái nút điều chỉnh. Đó, về cơ bản thì cái này thì hầu hết các bác cũng đã nắm được rồi, về những điều chỉnh về loa này, rồi là out này, re out này, rồi là những cái đầu vào, input đầu vào, điều chỉnh âm lượng. Đó, thì nó có hết trên này rồi. Các bác nhìn là các bác có thể là nắm được ngay về cái phần thiết kế các cái thông tin ở đằng trước như thế. Đó. Rồi em sẽ quay về phía mặt sau cho các bác xem này. Con này tình trạng còn rất là ngon lành luôn, các bác nhìn này, rất là ngon nhá, không có một cái vết gì cả, bởi vì thực ra là cái thiết bị này bên ngoài nó làm, cái thương hiệu nó làm rất là tốt rồi, cho nên là nó sẽ không có bị dễ dàng bị chảy xước hay gì đâu, các bác dùng rất là yên tâm nhá. Còn đây là về cái mặt sau này, các bác nhìn này, sau các bác có thể nhìn thấy này, về mặt sau đây đó, em quay qua một chút các bác nắm được. Nhìn rất là mới đúng không ạ? Cái này là bên em tuyển chọn rất là kỹ rồi, cho nên là các bác cứ về là sử dụng thôi. Còn bác nào ở Hà Nội thì các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng bên chúng em ở cái cơ sở Hà Nội để các bác có thể xem cũng như là test thử cái chất âm của chiếc âm ly này, cái khả năng tái tạo chất âm của nó. Đây, như các bác nhìn thấy thì con này này có những cái
Tín hiệu các bác đưa vào đây, phono, CD này, tuner, video. Đó. Rồi những con này có thể đánh được hai cặp loa. Hai cặp loa ngon lành. Đó. Đây, các bác nếu mà các bác đánh một cặp A hoặc B thì trợ kháng của nó sẽ rơi vào khoảng là từ 6 đến 16 ohm. Còn nếu mà đánh cả A và B thì từ 12 đến 16 ohm nha. Con này có cái công suất tiêu thụ của nó sẽ là 205 W. Đây, còn công suất đầu vào định mức sẽ là 100 V. Đấy. Đấy, các bác nhìn ở đây thì là cái các bác có thể nối thêm những cái thiết bị khác. Nối thêm các thiết bị khác để cắm vào đây. Đó. Về mặt cơ bản thì sản phẩm còn rất là mới. Con này có sử dụng 4 sò san ken ở bên trong. Đó. Các bác muốn biết về nội thất thì các bác có thể là nhắn tin cho bên em thì bên em sẽ chụp ảnh rất là kỹ về cái mặt trước, mặt sau, cái tình trạng của nó như nào để các bác có thể nhìn kỹ hơn. Đó. Và hiện tại thì con âm ly này bên em báo giá với các bác là 17 triệu. Là một trong những cái giá mà có thể nói là cái giá rất là hợp lý so với cái tình trạng cũng như là về cái chất lượng của chiếc âm ly này của bên nhà em báo cho các bác. Đấy. Thì bác nào muốn có nhu cầu mua sắm hay tư vấn phối ghép bất kỳ cái sản phẩm nào thì các bác có thể liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại ở tới Biển Xanh đây. Và bác nào ở Hà Nội thì bác có thể qua như em đã nói. Đó. Và cuối cùng thì em Quỳnh rất là cảm ơn các bác đã theo dõi hết cái video clip này. Và hẹn các bác trong một cái video clip khác. Xin chào và hẹn gặp lại.